Theo thông tấn xã Việt Nam, ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến với Liên bang Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kiev phải ở thế mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, ông sẽ trình bày kế hoạch liên quan với Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như với hai người kế nhiệm tiềm năng của ông Biden là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, ông Zelensky cho biết thêm hoạt động xâm nhập tỉnh Kursk của Liên bang Nga tới nay đã kéo dài 3 tuần là một phần của kế hoạch đó. Nhưng kế hoạch này cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao. Nhà lãnh đạo Ukraine không giải thích thêm về các bước tiếp theo, nhưng cho biết ông cũng sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và có thể là cả với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Ông Zelensky hy vọng sẽ đến Mỹ vào tháng 9 tới để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và ông đang chuẩn bị gặp người đồng cấp phía Mỹ Joe Biden. Theo hãng tin Reuters, phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy ông coi diễn đàn tiềm năng chính cho các cuộc đàm phán là hội nghị thượng đỉnh quốc tế tiếp theo về hòa bình, nơi Kiev đã tuyên bố muốn Moscow có đại diện. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của Kiev được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 vừa qua đã loại trừ Liên bang Nga một cách rõ ràng, trong khi thu hút hàng chục phái đoàn, nhưng không có phái đoàn từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp nỗ lực của Kiev nhằm giành chiến thắng ở phía nam toàn cầu. Cũng trong tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ ngừng bắn và đàm phán với Kiev ngay khi Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Đến ngày 12 tháng 8, ông Putin tuyên bố Moscow không thể đàm phán với những kẻ tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi, trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Phát biểu tại họp báo hôm 27 tháng 8, ông Zelensky cũng nói rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk đã làm giảm số lượng chính phủ trên khắp thế giới, kêu gọi Ukraine thỏa hiệp với Liên bang Nga để chấm dứt chiến tranh và từ bỏ nhiều vùng lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, Kiev đang tiếp tục đạt được tiến bộ trong sản xuất vũ khí trong nước và đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước. Theo thông tấn xã Việt Nam, các lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng vượt qua biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga. Theo tờ Kyiv Independent, thông tin trên do lãnh đạo khu vực là ông Vyacheslav Gladkov đưa ra vào ngày 27 tháng 8. Ông Gladkov viết trên Telegram, có thông tin rằng Ukraine đang tìm cách vượt qua biên giới của tỉnh Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn nhưng đang được kiểm soát. Các thông tin về vụ xâm nhập Belgorod cũng đã xuất hiện trên các kênh Telegram của Nga. Theo kênh Mars, khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã tấn công vào điểm kiểm soát biên giới tại Nikotievka và khoảng 300 người tấn công tại Shibekino. Một kênh khác là Shok nói rằng các lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi Nikotievka sau khi chịu tổn thất và không có cuộc đụng độ nào xảy ra tại Shibekino. Shok cũng chỉ ra rằng mặt trận gần Shibekino nằm ngay đối diện với thị trấn Vorchen của Ukraine đã được đẩy lùi hơn về phía nam sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kharkov hồi tháng 5. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thông tin này được đưa ra khi cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã kéo dài được 3 tuần. Ngày 26 tháng 8, kênh Telegram Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tăng cường tên lửa và pháo cho vùng Kursk. Kể từ khi bị tấn công, tỉnh Kursk đã gửi 21 yêu cầu lên Bộ Quốc phòng Nga về cung cấp vũ khí trang bị để bảo vệ biên giới. Đến nay đã có 19 yêu cầu được đáp ứng. Nga đã huy động không quân ném bom vào các vị trí của quân đội Ukraine tại Kursk. Theo thông tin từ Moscow, ngày 25 tháng 8, đội trực thăng K-52 đã tiến hành không kích và tiêu diệt các mục tiêu nhân lực và xe bọc thép của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 tuyên bố chiến dịch tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện do phía Kiev đưa ra. Theo thông tấn xã Việt Nam, chính quyền Mỹ cho hay các cuộc đàm phán với Ukraine về triển vọng tăng cường độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington sản xuất vẫn đang diễn ra, và những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Theo hãng thông tấn TASS,
Thông tin trên đã được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm 26 tháng 8. Ông Kirby cho rằng, đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ mối quan ngại này riêng với Mỹ, và ông ấy chắc chắn đã công khai mối quan ngại này với mọi người. Và chúng tôi hiểu tại sao ông ấy làm như vậy. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật. Không có thay đổi nào đối với chính sách liên quan đến vũ khí của Mỹ để thảo luận vào hôm nay và cũng không có chỉ dẫn nào về vấn đề này để thảo luận, ông Kirby cho hay. Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày tới. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách hay không. Trong diễn biến liên quan, tuần trước, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay, tuyên bố của Washington rằng họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Ông Antonov tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhưng trên thực tế, về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định, Đại sứ Nga nói. Tổng thống Zelensky đã liên tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ phương Tây cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong chiến dịch tấn công khu vực Kursk của Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố lập trường của họ vẫn không thay đổi và Ukraine vẫn không được phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ cung cấp có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo ông Antonov, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Chính xác thì điều đó sẽ xảy ra ở đâu? Chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán, ông nhấn mạnh. Moscow cảnh báo nếu bất kỳ vũ khí phương Tây nào được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nước này sẽ chia sẻ khả năng tương tự với các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng chúng chống lại các tài sản quân sự của phương Tây. Moscow cũng coi chiến thuật quân sự của Kiev ở Kursk là hành động khủng bố. Giới chức Nga cảnh báo các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do quân đội Ukraine gây ra. Theo thông tấn xã Việt Nam, ngày 26 tháng 8, chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công của quân đội Nga ở miền đông Ukraine, tập trung chủ yếu vào ba hướng chiến lược Khorosky, Limetsky và Kharkivsky. Theo hãng thông tấn độc lập UNIAN Ukraine, từ đầu ngày 26 tháng 8, tình hình chiến sự tại Ukraine đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công của quân đội Nga tập trung vào ba hướng chính Khorosky, Limetsky và Kharkivsky. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã xảy ra tổng cộng 136 cuộc đụng độ với quân đội Nga, sử dụng các tên lửa, thiết bị bay không người lái UAV, cảm tử nhằm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. 1. Hướng Khorosky. Đây vẫn là điểm nóng của mặt trận. Quân đội Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công vào 8 khu định cư, tập trung một nửa số cuộc tấn công vào Novorodiska. Mặc dù lực lượng phòng thủ Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi 37 cuộc tấn công, một số cuộc tấn công còn lại vẫn tiếp tục diễn ra gần Vozidizhneka, Novolesambrivka, Kalinovoy và theo hướng Sukhapanka. Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Ukraine phá hủy 2 tên lửa phòng không, 2 hệ thống pháo binh, 3 UAV và 15 phương tiện. Họ cũng làm hư hại một xe bọc thép chở quân, một hệ thống pháo binh, một súng cối 120mm và 3 phương tiện khác. 2. Hướng Limetsky. Tại hướng này, đã có 21 cuộc đụng độ ở gần 7 khu định cư, với quân Nga tập trung nỗ lực vào các khu vực Nevsky và Ruzhezhubivka, nơi họ đã thực hiện 13 cuộc tấn công. Tình hình tại đây đang diễn ra căng thẳng với các cuộc tấn công liên tục từ cả hai bên. Các cuộc giao tranh ác liệt đã làm gia tăng thiệt hại về người và thiết bị cho cả hai phía. 3. Hướng Kharkiv. Trên hướng này, quân đội Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công gần Khalivka, Nevsky, Pervomaisky, Chortivka, Mykolaivka và Konstantinivka. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy 4 xe chiến đấu bộ binh và làm hư hỏng 3 xe chiến đấu khác.
Ngoài ba hướng chính trên, quân đội Nga cũng đã tấn công ở một số hướng khác, như tại hướng Kharkov. Quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công gần Voronezh và Lipetsk. Tại hướng Kupiansk, 13 cuộc tấn công đã diễn ra khi lực lượng Nga áp sát gần Petropavlivka, Sinikivka, Lutskivka, Kolesnikivka, Lozova và Stamakivka. Hai cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn, làm gia tăng tình hình căng thẳng tại khu vực này. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trên các hướng, đặc biệt quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine. Như vậy, tình hình chiến sự tại Ukraine đang diễn ra căng thẳng, với các cuộc tấn công liên tục từ quân đội Nga theo nhiều hướng, mũi. Các cuộc đụng độ đã làm gia tăng thiệt hại về người và thiết bị cho cả hai bên, với quân đội Ukraine liên tục phải đối phó với sức ép từ phía Nga.